Trong cái trang e-learning của cái phần hành sổ sách kế toán này các bạn, cô có đính kèm cái phần bên là bài giảng, cái file Word á, mà nói về cái phần bên sổ tổng hợp và sổ chi tiết á. Cái gì các bạn đã về các bạn xem thêm giùm cô ha. Rồi trong cái phần bên chương 1 này cô cũng có là gì, có update thêm một số cái nội dung về cái phần bên chứng từ, các bạn có thể là download về các bạn xem thêm, bổ sung thêm hai cái nội dung này giùm cô. Rồi cái phần bên video, với trong cái phần bên chương 1 thì cô thấy rằng là phân biệt về chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ, sổ tổng hợp và sổ chi tiết là hai cái nội dung quan trọng. Và hai cái nội dung này cô gửi ở trên cái trang e-learning. Cái đây là của cái, nó không phải là một cái video clip mà nó là một cái bài học trong quá trình học của một lớp trên phần mềm MS Teams. Về cái nội dung và cái video này á, nó dung lượng nó rất là nhiều, nó gần 300 MB. Là ví dụ như với cái phần bên là gì, phân biệt chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ thì chỉ có mấy chữ này thôi ha, chỉ có mấy cái chữ này thôi thì đã nói là hơn cả tiếng để cho các bạn hiểu được chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ nó khác nhau cái gì và vì sao mình phải phân biệt chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ đó. Rồi trong cái buổi đó thì cô cũng đã phân biệt cho các bạn khi nào thì mình ghi là sổ tổng hợp, khi nào là mình chọn ghi sổ cái phần bên chi tiết, và những cái sổ tổng hợp và sổ chi tiết đó là do kế toán nào làm ha. Thì các bạn coi thêm cái video này. Bây giờ trước khi đi vào cái nội dung tiếp theo ngày hôm nay á, là cô sẽ là gì kết hợp cái lý thuyết của buổi học ngày thứ ba, cái buổi thứ ba đây nè, cô kết hợp hai cái phần này vào để là cô đưa ra cho các bạn cái ví dụ để các bạn có được cái tổng quan, đồng thời các bạn kết hợp và các bạn có được cái kiến thức nền. Các bạn đợi cô để cô download cái bài kiểm tra của các bạn ha. Cô nói vậy thì các bạn thấy nghe rõ không ạ? Nghe rõ rồi, cảm ơn em.
Rồi, cô sẽ chia sẻ màn hình. Bây giờ cô sẽ sửa cái bài kiểm tra nhanh của các bạn. Cái bài này thì là cô cũng đã nói từ đầu với các bạn rồi. Tại cái thời điểm mà nói về đề cương chi tiết, thì cái bài kiểm tra nhanh này là bài cô kiểm tra về cái kiến thức của cái phần bên chương 1. Đồng thời, cô kiểm tra về cái số lượng các bạn học của cái môn sổ sách này như thế nào. Và coi thử là các bạn là ngoài cái việc mà cô giải đáp một số cái điều ở trong luật kế toán thì các bạn có đọc thêm trong cái luật hay không. Và đồng thời, nếu như mà trong quá trình mà các bạn mà khi mà các bạn học offline á, lên trên trường học tập trung nè, các bạn bị mắc một cái bài kiểm tra cá nhân nào đó trong cái buổi hôm đó, thì cô sẽ lấy cái bài kiểm tra này để là cô bù qua cho các bạn nha. À, đây là cái bài kiểm tra của lớp mình, bài kiểm tra kiến thức chương 1 của lớp mình. À, trong cái nội dung này á, thì nó nói rằng là thời hạn công khai báo cáo tài chính của mình. Thời hạn công khai báo cáo tài chính của mình là bao nhiêu ngày? Thì ở đây nó nằm ở trong cái phần bên điều luật hay không? Có trong điều luật không các bạn? Dạ có. Có, chính xác. Công khai báo cáo tài chính, báo cáo tài chính. Tiếp tục. Nội dung công khai, hình thức công khai. Đây. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày. Công khai trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Như vậy trong cái trường hợp này, ở đây cô có cái bài kiểm tra có một số nội dung nó khác với cái nội dung mà cô yêu cầu các bạn đọc một số luật ha, để cô kiểm tra lại cái thông tin của các bạn. Ở đây chỉ có mấy câu thôi là không có nằm cái nội dung mà yêu cầu các bạn coi. Ví dụ như trong cái luật này, trong cái luật thông tư 200 này nè, theo cái luật 88 này nè, thì không có yêu cầu bạn đọc của cái điều số 32. Không có yêu cầu đọc. Ha. Rồi, 120 ngày kể ngày kết thúc năm. Tiếp tục. Hóa đơn được lưu tối thiểu mấy năm ạ? Dạ 10 năm ạ. Đúng rồi, lưu tối thiểu 10 năm. Tiếp đến. Bộ hồ sơ góp vốn lưu trữ theo thời hạn bao nhiêu năm? Lưu mấy năm? Dạ lưu vĩnh viễn. Đúng rồi, lưu vĩnh viễn. Nó có tính chất sử liệu. Rồi ở đây nè, ở đây là cái kiến thức cũ của các bạn nè. Trong quá trình các bạn học cái tấm từ 912, một công ty lữ hành ABC hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Ngày 20 tháng 7, công ty lữ hành ABC ký hợp đồng tổ chức tour du lịch từ Hồ Chí Minh đến Phú Quốc cho 200 cán bộ công nhân viên của bên công ty Ngọc Lan, khởi hành ngày 2 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8. Giá tour là 6 triệu rưỡi đồng một khách. Ngày 2 tháng 8 vừa đi, thì ngày 30 tháng 7, công ty lữ hành nhận trước 30% tiền giá trị hợp đồng bằng chuyển khoản.
Như vậy ở đây nó cho mình biết rằng là thời điểm xuất hóa đơn là ngày nào. Thời điểm xuất hóa đơn là cái thời điểm mà mình ghi nhận cái khoản bên doanh thu. Thời điểm xuất hóa đơn, thời điểm ghi nhận doanh thu. Thì trong cái bài này thì lúc này là các bạn chọn thời điểm nào ghi nhận doanh thu? Dạ, ngày 20 tháng 7. Ngày 20 tháng 7. Cái đây trong 2 ngày đây cô ghi bị nhầm. Ngày 2 tháng 8 và đây cô ghi lỡ, cô ghi ngày 5 tháng 8 ha. Như vậy trong cái trường hợp này đúng không? Là cái ngày mà mình là gì à? À, sau khi đối với bên dịch vụ nha. À, nếu như mà cái việc mà mình nhận tiền trước, nhận trước 100% tiền giá trị hợp đồng thì lúc đó thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm mà mình nhận tiền. Thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm nhận tiền. Còn trường hợp mình nhận tiền một phần hoặc là mình không nhận tiền, thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm của ngày cuối của cái dịch vụ đó, cái ngày cung ứng hoàn thành của dịch vụ đó. Thì ở đây có thể là cô ghi bị nhầm ha. Ở đây chắc chắn là ngày 2 tháng 8 mà cô lỡ ghi ngày 5 tháng 8. À, như vậy các bạn chọn A hoặc D gì đều cũng đều đúng hết. Như vậy là cô sẽ nói lại cái thời điểm xuất hóa đơn giúp cho các bạn hình dung. Sửa chữa sổ kế toán có mấy phương pháp? Dạ, 3 phương pháp. Có 3 phương pháp, đúng rồi. Mạng nó hơi chậm. Cô không có đưa cái file mà cái câu hỏi của lớp mình, bởi vì cô không biết cái câu hỏi của lớp mình. Cô có ngân hàng câu hỏi và cô chọn ra của cái ngân hàng câu hỏi đó. Do đó là ở đây là cô không biết cái câu nào của lớp mình nên là cô phải làm ở trên trang web này. Do đó là nó hơi lâu một chút. Rồi cũng là cái công ty này ha, công ty lữ hành ABC hạch toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Ngày 20 tháng 7 2019, công ty này ký hợp đồng tour du lịch từ Hồ Chí Minh đến Phú Quốc cho 200 cán bộ công nhân viên đi từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8. Giá tour 6,5 triệu đồng một khách. Thuế 10%, công ty lữ hành thanh toán trước. Nhận trước 30% giá trị hợp đồng bằng chuyển khoản. Như vậy doanh thu cung cấp dịch vụ này có số tiền là bao nhiêu? Cái phần này các bạn cũng kết hợp với thuế này. 650.000 đồng, 6,5 triệu đồng một khách cho 200 khách. Như vậy lúc này doanh thu cung cấp dịch vụ của mình là bao nhiêu? Các bạn chọn cái gì? Mày các bạn chọn đáp án nào ạ? À? Alo. Hai trăm khách. Một khách là 6,5 triệu. Như vậy tổng có số tiền này nhân vào
sẽ là 1 tỷ 3. Và giá này là giá đã có thuế. Đặc trưng của loại hình du lịch lữ hành, nếu như các bạn coi trên luật thuế, nói về thuế giá trị gia tăng, đặc trưng đối với các công ty mà dịch vụ lữ hành, cái giá mà nó báo là giá trọn gói, giá đã bao gồm có thuế. Nên giá này đã là có thuế, thì lúc này tính giá chưa thuế sẽ bằng gì? Giá chưa thuế sẽ bằng giá đã có thuế chia cho 1.1. Là đối với bên dịch vụ lữ hành thì thuế suất của nó là 10%. Số tiền đúng của nó là 1.181.818.182 đồng và cô đề. Đó. Rồi, kiểm tra chứng từ gồm kiểm tra tính chính xác thông tin, kiểm tra tính rõ ràng trung thực, kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ. Đúng rồi, tất cả đều đúng. Chọn câu phát biểu sai. Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế tài chính theo nội dung kinh tế. Đúng rồi. Hóa đơn là chứng từ hướng dẫn. Cái này là sai nè. Hóa đơn không phải là chứng từ hướng dẫn mà chứng từ bắt buộc. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên quy định. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nè. Như vậy hóa đơn là một cái chứng từ hướng dẫn là sai. Hóa đơn là một cái chứng từ bắt buộc. Bắt buộc bạn phải có những cái nội dung này. Và trước khi mà bạn sử dụng hóa đơn, bạn phải thông báo phát hành hóa đơn với cái biểu mẫu đó cho bên cơ quan thuế. Rồi câu số 9. Chứng từ kế toán phải có những nội dung sau. Thì chắc chắn là đều có hết rồi ha. Tất cả đều đúng. Kỳ kế toán. Kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý. Đúng rồi. Cũng là câu hỏi của công ty lữ hành này, nó gọi là thời điểm ghi nhận doanh thu là thời điểm nào? Như vậy lúc nãy mình xuất hóa đơn là ngày 5 tháng 8, thời điểm ghi nhận doanh thu cũng là ngày 5 tháng 8. Quan trọng quá ha. Các bạn, bây giờ cái trang web này nó đang gọi là đang bị đứng lại ha. Có lẽ là có một số lớp đang làm bài kiểm tra. Do đó là cô dừng tới cái nghiệp vụ số 11 nha.
Bữa sau thì cô sẽ nói tiếp được không ạ? Hoặc là nếu như mà cuối giờ mà cái trang e-learning này nó chạy trơn tru, chạy một cách ngon lành thì lúc đó mình sẽ quay lại làm tiếp được không ạ? Chứ giờ mất thời gian với cái những cái bài này. Nha các bạn. Alo. Dạ cô. Dạ. Rồi thôi, cô đi qua cái nội dung của bài học tiếp theo. Bạn đã tài liệu về chưa? Alo, các bạn download tài liệu về chưa? Dạ rồi cô ơi. Rồi. Các bạn mở tài liệu ra xem giúp cô với. À, bữa trước mình đang dừng ở cái phần bên sổ sách kế toán. Thì về cái phần bên sổ sách kế toán, mình có hai là sổ mà các bạn cần quan tâm. Và mỗi cái khi các bạn chọn mỗi cái hình thức kế toán khác nhau thì cái biểu mẫu sổ sách nó cũng sẽ là khác nhau. Thì đối với cái phần bên sổ nhật ký chung thì mình có cái biểu mẫu bên nhật ký chung. Biểu mẫu nhật ký chung nó như thế nào thì các bạn coi cái file mà cô gửi cho các bạn. À, thứ nhất coi cái file của thông tư 200, cái tài liệu tham khảo. Thứ hai nữa, các bạn coi dùm cô cái file mà sổ sách chi tiết và sổ tổng hợp cô gửi để các bạn in ra. Thì các bạn coi đó là những cái biểu mẫu về cái phần bên sổ sách theo hình thức nhật ký chung. Thì đối với cái phần bên sổ tổng hợp là bao gồm sổ nhật ký và sổ cái. Hai cái sổ này sẽ do anh kế toán tổng hợp đảm nhiệm ghi nhận để lập báo cáo tài chính. Sổ thứ hai là sổ kế toán chi tiết là do anh kế toán chi tiết để ghi. Hệ thống thì lúc này là trong quá trình mà học của cái môn sổ sách này thì cô chọn hệ thống sổ sách theo cái biểu mẫu của thông tư 200 và theo hình thức ghi sổ. Đó là nhật ký chung cho cái môn học này, đồng thời cho cái bài tập lớn của các bạn. Và mình ghi sổ là mình ghi bằng bằng tay ha, hay còn gọi là ghi thủ công. Mở sổ, ghi sổ, khó sổ thì buổi trước cô đã hướng dẫn cho các bạn thông qua tìm hiểu về cái phần bên luật kế toán. Sửa chữa, điều chỉnh cũng vậy, các bạn xem thêm trên luật kế toán, buổi trước cô cũng đã giải thích cho các bạn. Về sửa chữa sổ thì mình có ba cái phương pháp này. Về cái phần bên điều chỉnh sổ kế toán thì các bạn phải xem thử cái việc điều chỉnh đó là mình điều chỉnh tại thời điểm nào. Bởi vì thời điểm điều chỉnh khác nhau thì cái việc điều chỉnh nó sẽ là khác nhau. Nếu như mà cái việc điều chỉnh của mình điều chỉnh trong cái thời gian mình lập báo cáo tài chính. Cô giả sử như năm 2020 là đã hết thời hạn, đã hết thời gian kết thúc của năm 2020 rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình vẫn còn thời gian để lập báo cáo tài chính, bởi vì báo cáo tài chính để lập mình được phép là gì ạ? Được lập trong cái thời gian là 90 ngày. Có nghĩa rằng là phải hết tháng 3 mình mới là hết thời hạn lập báo cáo tài chính. Như vậy trong cái tháng 3 nè, nếu như mà trong cái thời gian đó mình lập báo cáo tài chính mà mình phát hiện sổ sách có ghi sai
hoặc ghi nhầm gì đó thì mình sửa chữa theo một trong những phương pháp này, tùy theo cái việc mà bị sai cái gì. Còn trường hợp khi mà mình lập báo cáo tài chính, mình đã nộp cho bên các cơ quan hữu quan khác nhau như là cơ quan thuế, bên cục thống kê, thì cái việc mà điều chỉnh sổ này thì mình điều chỉnh bằng cách là gì ạ? Hồi tố hoặc phi hồi tố theo đúng cái thông tư 200 mà nó hướng dẫn. Và cái nội dung này cũng là kết thúc lý thuyết của cái phần bên chương 1. Cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà cái phần bên sổ sách, nhắc lại cái phần bên sổ sách cho các bạn, để các bạn hiểu lại cái phần bên sổ sách mà bữa trước cô đã nhắc qua. Buổi học của ngày thứ hai vừa rồi, cô gọi là buổi học buổi thứ ba đó, hôm nay là buổi thứ tư ha, của tuần thứ hai. Như vậy là buổi học buổi thứ ba vừa rồi á, là các bạn đã học qua các phần bên chứng từ và cô đã hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ. Rồi khi các bạn phân biệt được chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ thì lúc này các bạn lập một chứng từ. Lập một chứng từ. Thì theo hình thức ghi sổ, theo hình thức nhật ký chung, thì chứng từ kế toán của mình sẽ chia làm chứng từ gốc và bộ chứng từ ghi sổ. Chứng từ gốc sẽ dành cho bên kế toán viên để ghi sổ, bao gồm kế toán viên là hai nhánh của hình thức này, bao gồm sổ quỹ hoặc và sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết. Hai nhánh này sẽ dựa trên chứng từ gốc để ghi, và hai nhánh này là hai nhánh của bên kế toán viên. Rồi cái nhánh ở chính giữa là từ chứng từ kế toán, cụ thể là chứng từ gì? Cụ thể của nó là bộ chứng từ kế toán. Bộ chứng từ kế toán hay còn gọi là bộ chứng từ ghi sổ đó. Thì bộ chứng từ kế toán đó các bạn sẽ ghi vào nhật ký chung, ghi sổ cái và lập ra báo cáo tài chính. Và bộ chứng từ kế toán này sẽ do anh kế toán tổng hợp lưu trữ, sắp xếp và lưu trữ và lên báo cáo tài chính, và thời hạn lưu sẽ là 10 năm, tối thiểu là 10 năm. Các bạn nghe rõ được cái nội dung này cần nhắc lại không ạ? Nhắc lại cô. Nhắc lại đi Phong. Rồi. Cô nhắc lại nè. Bữa trước là mình nói về cái phần bên chứng từ kế toán, nhớ không ạ? Đây, cô sẽ mở cho các bạn xem song song ha. Cô giả sử như với cái ví dụ số 4, bà mình ghi nhận rằng là thanh toán cho nhà cung cấp, mình có chứng từ gốc này, mình có chứng từ ghi sổ và mình sắp xếp bộ chứng từ. Chứng từ kế toán mình có chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ. Thì đối với bên chứng từ gốc sẽ dành cho các kế toán viên ghi nhận dựa trên chứng từ gốc đó để ghi vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết. Rồi.
Đối với anh thủ quỹ cũng vậy, cũng căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào sổ quỹ. Rồi cái nhánh chính giữa này là dành cho anh kế toán tổng hợp. Kế toán tổng hợp, anh sẽ sau khi lựa chọn được cái chứng từ ghi sổ, anh sẽ sắp xếp bộ chứng từ này. Sắp xếp bộ chứng từ này là do anh kế toán tổng hợp sắp xếp nha. Sắp xếp bộ chứng từ này, dựa vào bộ chứng từ này để ghi vào sổ, đó là sổ nhật ký chung và sổ cái. Cuối kỳ lập ra báo cáo tài chính, cuối năm lập báo cáo tài chính. Và bộ hồ sơ chứng từ này lưu tối thiểu là 10 năm. Này, các bạn có nghe kịp không ạ? Nghe kịp không ạ? Ôi, nó có cái gì bị rì rì á cô, ồn ồn á, nên là em nghe được cũng được mất rồi cô. Cô đang ở trên trường. Trường mình cũng đang làm lại cái nhà xe. Do đó là có thể là đang sửa chữa lại cái phần bên đó, nên là có thể là nó hơi ồn. Cô có thể nói to hơn một chút nha, bởi cái phòng này là có chọn là cách xa cái chỗ đó làm rồi đó. Cô nhắc lại về chứng từ kế toán của mình. Hai các bạn đợi cô xíu nha, cô di chuyển thử, đợi xíu ha. Rồi, các bạn xem thử còn ồn không? Dạ hết rồi cô. Hết rồi à. Rồi thôi, cô nhắc lại nha. Chứng từ kế toán của mình á, nó bao gồm có chứng từ gốc và chứng từ ghi sổ. Dựa trên chứng từ ghi sổ đó mà kế toán này là gọi là kế toán tổng hợp, sẽ sắp xếp bộ chứng từ lại, lưu một cách khoa học theo thứ tự thời gian. Thì khi từ chứng từ kế toán này đối với bên chứng từ gốc, thì kế toán viên là kế toán của hai nhánh này.
hai nhánh hai bên của cái hình thức bên nhật ký chung sẽ ghi vào sổ tương ứng. Như vậy hai nhánh này, nhánh thứ nhất là sổ quỹ, nhánh thứ hai là sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết sẽ dựa trên chứng từ gốc để ghi. Cuối tháng sẽ lập hoặc là cuối quý hoặc là cuối năm sẽ lập bản tổng hợp chi tiết. Bản tổng hợp chi tiết này sẽ đối chiếu với sổ cái và là dữ liệu tham khảo để lập báo cáo tài chính. Rồi cái nhánh chính giữa, nhánh chính giữa thì từ chứng từ kế toán đó là từ đâu? Từ bộ chứng từ này, từ bộ chứng từ kế toán. Cụ thể chỉ lấy cái anh chàng này thôi, lấy phiếu kế toán này thôi, ghi vào sổ nhật ký chung và sổ cái rồi lập báo cáo tài chính. Và cái người mà ghi vào nhật ký chung này đó là anh kế toán tổng hợp. Anh kế toán tổng hợp sẽ ghi. Do đó là anh kế toán tổng hợp là vừa là người vừa có kinh nghiệm, vừa có chuyên môn, thì cái việc mà giao cho anh lập báo cáo tài chính này thì là ít xảy ra sơ sót hơn so với những cái phần bên kế toán viên. Và cái bộ hồ sơ mà mình để lập báo cáo tài chính đây này, các bạn lưu tối thiểu ít nhất là 10 năm. Rồi. Các bạn nghe kịp không ạ? Kịp không các em? Dạ kịp cô ơi. Rồi, bây giờ cô sẽ nói lại về cái phần bên sổ tổng hợp. Sổ tổng hợp bao gồm sổ nhật ký chung và sổ cái. Đây được gọi là sổ tổng hợp. Sổ chi tiết là đây. Như vậy sổ chi tiết sẽ dành cho anh kế toán viên. Sổ tổng hợp sẽ do anh kế toán tổng hợp để ghi. Và cái nội dung slide, nội dung mà cô giảng á, đúng ra là các bạn sẽ ghi lại, nhưng mà do là mình đang học online và cái việc mà cô giảng á, thì cô thấy rằng là các bạn là ít ai mà ngồi đó mà ghi, do đó là cô cũng đã là gì ghi lại trong cái phần này. Cái phần này chỉ là cái lời giảng thôi, chứ nó không có cái phần mà gọi là slide gì hết, và cũng không có gọi là cái phần bên là một cái nội dung mà chuẩn để mình lên trên slide bài giảng. Bởi vì đối với bên kế toán là các bạn phải dựa trên luật, thông tư, nghị định, chuẩn mực, nó gọi là nó chuẩn. Bởi vì đối với bên kế toán là phải là chuẩn mực thì nó mới công bố rộng rãi, còn cái phần này là lời giảng nha. Do đó là cô gửi trên cái file Word và các bạn có thể là gì đa về các bạn lưu trong cái tài liệu giảng dạy của cô để các bạn xem thêm. Và cái phần này là mình giống như là cái Kim Chị Nam hướng dẫn cho cái mình ghi vào cái phần bên cái nghiệp vụ sau này, giúp ích cho mình cái nghiệp vụ sau này rất là nhiều. Bây giờ cô nhắc lại, sổ chi tiết là do anh kế toán viên, sổ tổng hợp là do anh kế toán tổng hợp. Cô đưa ra ví dụ để các bạn phân biệt đâu là mình chọn làm sổ cái, đâu là mình chọn làm cái sổ chi tiết. Cái sổ chi tiết là để theo dõi chi tiết cho từng đối tượng, tùy thuộc theo từng loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó có nhu cầu muốn theo dõi chi tiết của đối tượng nào. Cô giả sử như đa số các doanh nghiệp sẽ theo dõi chi tiết cho những đối tượng như là khoản phải thu, khoản phải trả, rồi những cái khoản bên hàng tồn kho. Đó là những cái đối tượng mà thường các doanh nghiệp sẽ theo dõi chi tiết. Do nó là không phải doanh nghiệp nào cũng giống như doanh nghiệp nào. Có doanh nghiệp nào, có doanh nghiệp thì có thể là theo dõi chi tiết cho đối với khoản bên là góp vốn của các là gì cổ đông. Rồi có công ty thì không cần phải theo dõi bên cái phần bên sổ góp vốn. Rồi
có công ty thì theo dõi các khoản bên là khoản phải thu, khoản phải trả, phải thu khác, phải trả khác chẳng hạn. Kể cả trường hợp là theo dõi luôn các khoản chi tiết cho trường hợp bán hàng, cho từng mặt hàng. Có một số công ty thì không cần phải theo dõi trong trường hợp đó. Như vậy là các việc mà cần theo dõi chi tiết cho đối tượng nào hay không thì lúc đó doanh nghiệp sẽ mở sổ chi tiết để theo dõi. Ha? Mình có nhu cầu theo dõi chi tiết thì mình mở sổ chi tiết, còn không theo dõi chi tiết thì không mở sổ chi tiết. Do đó sổ chi tiết này cô nói rằng là tùy theo từng doanh nghiệp mà có thể có hoặc không có cho từng đối tượng kế toán. Rồi sổ tổng hợp cũng vậy. Sổ tổng hợp mục đích của mình là lập ra báo cáo tài chính. Do đó cái sổ tổng hợp này, sổ nhật ký chung bắt buộc phải ghi. Cô dùng từ là bắt buộc phải ghi. Còn cái sổ cái tùy theo từng doanh nghiệp có thể mở một tài khoản nhiều sổ hoặc có thể là một tài khoản một sổ cái. Cô đưa ra ví dụ một. Tài khoản 131 phải thu của khách hàng. Trong 131 này mình có thêm số 1 là khoản phải thu khách hàng ngắn hạn, số 2 là khoản phải thu khách hàng dài hạn. Như vậy cái việc mà cô chia cái khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn này, mục đích của cô là lập ra báo cáo tài chính. Và trên báo cáo tài chính này nó có chia ra từng cái khoản mục theo thứ tự thời gian. Cái khoản mục khoản phải thu đối với khách hàng ngắn hạn, rồi có cái khoản mục phải thu đối với các khách hàng dài hạn. Nên cái việc mà ghi sổ cái chủ yếu để lập ra báo cáo tài chính, nên lúc này cô sẽ là gì ạ? Mở ra hai tài khoản cấp 2 của tài khoản 131 và hai tài khoản này cô sẽ mở sổ cái. Hai tài khoản này cô sẽ mở sổ cái. Như vậy với một tài khoản là 131 nhưng ở đây cô mở hai sổ cái cho tài khoản 131 thì được không? Vẫn được, bình thường. Có thể là mở 3 sổ cái cho một tài khoản, 4 sổ cái cho một tài khoản vẫn được. Như vậy là cái nhu cầu mình mở sổ cái để làm gì? Mục đích là báo cáo tài chính. Thì báo cáo tài chính như thế nào thì mình phục vụ mình mở sổ cái đó để cái việc lên báo cáo tài chính nó sẽ dễ dàng. Còn nếu như các bạn mở sổ cái của 131, các bạn không chọn cái hai tài khoản này để mở sổ cái mà bạn chọn một cái tài khoản này mở sổ cái. Cô giả định như vậy. Bạn chọn cái trường hợp là mình mở sổ cái của 131. Như vậy lúc này các bạn có được cái số liệu tổng quan của 131 phải thu của khách hàng. Khi các bạn lên trên cái báo cáo tài chính thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là mình sẽ bị lúng túng cho việc mà mình phải chọn báo cáo nào hoặc là cái dữ liệu nào sẽ lên cái khoản bên ngắn hạn, dữ liệu nào sẽ lên cái phần bên dài hạn. Này. Bản cân đối kế toán theo thông tư 200, biểu mẫu. Thấy không ạ? Tài sản ngắn hạn. Đây. Các khoản phải thu ngắn hạn, trong đó phải thu của khách hàng đối với trường hợp là ngắn hạn. Rồi tài sản dài hạn, cái khoản phải thu của khách hàng đối với trường hợp là gì ạ? Dài hạn. Vì mục đích của sổ cái là lập ra báo cáo tài chính, nên trên báo cáo tài chính nó chia làm hai cái khoản mục phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu dài hạn của khách hàng. Nên cái việc mà lập cái phần bên sổ cái, cô cũng mở sổ cái cho hai trường hợp này để cái việc mà lập báo cáo nó sẽ dễ dàng hơn. Do đó là cô không có chọn tài khoản 131 mà cô sẽ chọn hai tài khoản này.
Rồi bên cạnh đó, đối với bên khách hàng ngắn hạn thì bao gồm có khách hàng A, B, C. Khách hàng A, B, C thì lúc này tài khoản, số hiệu tài khoản là để là gì ạ? Dữ liệu hóa của các phần bên đối tượng kế toán. Và khi dữ liệu hóa của phần bên đối tượng kế toán thì lúc này cô sẽ mở thêm tài khoản. Với tài khoản 131 là phải thu của khách hàng, thêm số 1 được gọi là gì? Phải thu ngắn hạn. Cụ thể đối với khách hàng A cô gọi là 01, nên tài khoản của cô có là 131101 cho khách hàng A, 131102 cho khách hàng B và 131103 cho khách hàng C. Tương tự như vậy thì lúc này tài khoản 131 là phải thu của khách hàng, số 2 được gọi là dài hạn. Và mình có khách hàng D, E, F thì các bạn tiếp theo là số 4, số 5, số 6. Ha. Và ở đây cô cũng thống nhất với các bạn luôn. Thống nhất. Nếu như cô có cái nghiệp vụ là gì ạ? Khách hàng A thanh toán tiền hàng. Bằng chuyển khoản 200 triệu. Cô giả định như vậy. Về lý thuyết, khi các bạn học lý thuyết, các bạn sẽ định khoản nợ tài khoản 112 200 triệu. Có tài khoản 131 200 triệu. Trường hợp về lý thuyết, các bạn làm các nội dung này không có sai, đúng hết. Nhưng đối với môn sổ sách, cô có yêu cầu như sau. Ha. Môn sổ sách thì cô có yêu cầu như sau. Yêu cầu thứ nhất, với cái nghiệp vụ này cho cô biết cái diễn giải của nghiệp vụ. Diễn giải của nghiệp vụ là các bạn sẽ ghi nội dung chính. Khách hàng A. Ha. Đây là yêu cầu thứ nhất, phải có cái diễn giải. Nếu như không có diễn giải, bài của các bạn sẽ mất điểm. Rồi sau đó các bạn sẽ định khoản nợ tài khoản. Cô giả sử trường hợp này khách hàng này thanh toán bằng chuyển khoản. Khách hàng A thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản. Và cái chuyển khoản này sẽ chuyển khoản vào bên ngân hàng Vietcombank 200 triệu. Chuyển khoản vào ngân hàng Vietcombank. Thì lúc này mình sẽ coi thử ngân hàng Vietcombank sử dụng tài khoản nào. Cô giả định ở đây công ty có hai ngân hàng, thì đối với Vietcombank nó sẽ sử dụng tài khoản 1122, mà đối với tiền Việt Nam là sẽ là 112201. Thì khi cái định khoản, các bạn sẽ định khoản là nợ tài khoản 112 là tiền gửi ngân hàng, thêm số 2, đây là của bên là gì, tài khoản của bên ngân hàng Vietcombank, tiền Việt Nam đồng thì số 01. Lúc này số tiền sẽ là 200 triệu. Có tài khoản 131 là phải thu của khách hàng, mà đối với khách hàng A là khách hàng bên ngắn hạn thì thêm số 1. Và chi tiết cho khách hàng A thì số 01, nên các bạn sẽ thêm số 1 là các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn. Số 01 là chi tiết cho khách hàng A và các bạn sẽ ghi 200 triệu. Và trường hợp này, đây là cái trường hợp đúng của cái phần bên môn sổ sách kế toán. Còn nếu như các bạn làm theo cái hình thức này, bạn chỉ được 50% số điểm. 50% số điểm. Nếu như cái nghiệp vụ này các bạn được 2 điểm thì cái diễn giải này được 0.25. Còn lại về cái phần bên định khoản này là gì ạ? 0.175. Nếu như từ cái nghiệp vụ này mà các bạn chuyển thành cái nghiệp vụ đây này, các bạn ghi chung chung thì các bạn chiếm 50% số điểm thôi. Các bạn có nghĩa là bạn được chỉ được 1 điểm thôi, bạn mất hết 1 điểm. Mặc dù định khoản đúng. Nên là khi mà các bạn thi của cái môn sổ sách kế toán á, các bạn thấy mình làm bài được, nhưng mà vì sao điểm mình thấp? Là bởi vì
trong cái môn sổ sách kế toán này cô đang rèn cho các bạn tính cẩn thận. Đối với bên kế toán, tính cẩn thận nó rất là quan trọng, tính cẩn thận, tính tỉ mỉ. Như vậy để mà kiểm tra được cái tính cẩn thận và tính tỉ mỉ đó là cô sẽ trừ điểm. Các bạn làm đúng theo như yêu cầu về cái phần bên thái độ và cái phần bên kiến thức và những cái quy định của bên môn này yêu cầu các bạn thì các bạn sẽ được điểm cao. Sau này các bạn đi làm cũng vậy, các bạn qua ra làm cho một cái công ty thì đứng đầu của bộ máy của kế toán là kế toán trưởng. Kế toán trưởng yêu cầu các bạn làm về những cái nội dung nào thì các bạn phải tuân thủ theo kế toán trưởng. Đó, tuân thủ theo kế toán trưởng. Ví dụ đối với kế toán trưởng nói rằng là tôi muốn quản lý cái tài khoản của anh này là tài khoản 01 thống nhất nha. Các bạn không làm tài khoản 01, các bạn làm tài khoản 02. Và lúc này khi mà ghi sổ sách thì có thể là bị nhầm lẫn và đồng thời không có theo tuân thủ theo anh kế toán trưởng thì có thể là gì dữ liệu của các bạn có thể là không trùng khớp với các dữ liệu của các kế toán viên khác, đồng thời mà các bạn không tuân thủ thì là gì tăng lương đổi việc, đúng không ạ? Thống nhất nha, cái phần này mình thống nhất. Hôm nay cô nói cái phần này thì coi như là bữa sau cô không nhắc đến nữa. Và nếu như các bạn có vi phạm thì lúc đó mình sẽ trừ điểm. Kể cả các bài thi cá nhân, bài kiểm tra cá nhân. Rồi, cô giải thích thêm. Đối với các khoản bên tiền mặt. Tiền mặt thì mình bao gồm có tiền Việt Nam đồng và tiền ngoại tệ. Và tiền mặt của mình, tiền Việt Nam đồng và tiền ngoại tệ thì những cái khoản này mình có thể là mở sổ chi tiết. Và khi những tài khoản cấp 2 mở sổ chi tiết thì tài khoản cấp 1 này mình mở sổ cái. Còn nếu như mà doanh nghiệp mình chỉ có duy nhất tiền mặt thôi, không có tiền ngoại tệ, không có tiền ngoại tệ, chỉ có duy nhất tiền mặt thì lúc này mình cần phải mở sổ chi tiết không ạ? Alo? Dạ không. Không, mình không cần mở sổ chi tiết mà mình mở luôn là tài khoản tiền mặt. Và lúc này tài khoản tiền mặt là sổ cái, mình sử dụng tài khoản cấp 2 luôn. Và cái phần này mình bỏ luôn, không cần mở sổ chi tiết. Như vậy là cái việc mà mở sổ chi tiết và sổ cái này là tùy theo quan điểm của bên doanh nghiệp và tùy theo cái việc mà mình lập báo cáo tài chính. Nếu như mình không cần phải chi tiết thì lúc này mình mở sẵn sổ cái. Tương tự như vậy đối với các phần bên tiền gửi ngân hàng. Về các phần bên ngân hàng, tiền gửi ngân hàng thì mình có hai ngân hàng mà doanh nghiệp mở, đó là ngân hàng Á Châu, ACB, sau 112 là số 1. Ngân hàng Việt Công Băng sau 112 là số 2. Như vậy lúc này mình có cái phần bên là hai tài khoản cấp 2 của 112. Thì trong ngân hàng Á Châu này mình có tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ. Có tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ. Thì lúc này mình mở sổ chi tiết cho tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ. Còn cái phần bên sổ cái, một là các bạn chọn tài khoản 112 để làm sổ cái, hai là các bạn chọn tài khoản này để làm sổ cái. Tùy theo. Trường hợp thứ hai, giả sử như trường hợp này cô chọn anh này làm sổ cái thì chẳng hạn. Chọn tài khoản 112 làm sổ cái. Bây giờ trường hợp thứ hai á là cái doanh nghiệp mở hai tài khoản ngân hàng mà hai tài khoản ngân hàng này chủ yếu là tiền Việt Nam đồng. Chủ yếu là tiền Việt Nam đồng. Do đó lúc này cô sẽ mở là tài khoản là 1121 là tiền gửi ngân hàng của ACB. Của ngân hàng ACB cô mở thêm tài khoản 01 để chẳng hạn của tiền Việt Nam đồng. Việt Nam đồng. Và lúc này không có những cái tài khoản này. Thì với cái tài khoản này á
Trường hợp này cô mở, cô sẽ theo dõi sổ chi tiết luôn. Tương tự như vậy, đối với tài khoản 112201, cũng là ngân hàng Vietcombank của tiền Việt Nam đồng. Cô sẽ mở sổ chi tiết cho tài khoản này. Khi cô mở sổ chi tiết cho tài khoản của bên là gì ạ? Tiền Việt Nam đồng của ngân hàng Á Châu và tiền Việt Nam đồng của ngân hàng Vietcombank, thì tài khoản 112 lúc này cô sẽ mở sổ cái. Do đó ở đây các bạn không thể căn cứ vào cái tài khoản cấp 1. Ở đây cô mở là tài khoản cấp 3 lận ha. Tài khoản cấp 3 nè, đây là cấp 1. Thêm số 1 được gọi là cấp 2. Khác nhau nè. Rồi tiếp theo nữa, đây là tài khoản cấp 3. Như vậy nếu như cấp 3 là sổ chi tiết thì không cần thiết phải là cấp 2 là sổ cái, không cần. Do đó là ở đây các bạn đừng hỏi cô là vì sao mình phải chọn nó là sổ cái, vì sao mình không phải chọn tài khoản cấp 2 là sổ cái, hay là vì sao mình chọn tài khoản cấp 1 là sổ cái. Ở đây nó không có quy tắc gì hết nha. Cái trường hợp này là theo mang yếu tố chủ quan của bên là kế toán trưởng. Họ có nhu cầu mở sổ cái như thế nào, sổ chi tiết nào thì lúc đó họ sẽ mở tài khoản để mở thêm sổ chi tiết theo dõi và họ chọn cái sổ nào là sổ cái. Ví dụ 3. 152 là nguyên vật liệu. Thì trong nguyên vật liệu bao gồm có nguyên vật liệu chính là 1521. Nguyên vật liệu phụ là 1522. Nhiên liệu là 1523. Và trong nguyên vật liệu chính này nó bao gồm có những nguyên vật liệu khác nhau nữa, thì lúc này sẽ mở theo số thứ tự 01, 02, 03 gì đó vân vân. Bởi vì giả sử như theo số thứ tự ở đây cô nghĩ rằng là nó bao gồm có 99 số thứ tự. Nếu như mà cái việc mà nguyên vật liệu của mình nó trên trên 100 số thì lúc này các bạn sẽ ghi là số 001. Các bạn sẽ chọn 3 số. Còn nếu như các bạn nghĩ rằng là cái nguyên vật liệu chính của mình nó không quá 100 số, dưới 100 số thì các bạn chọn 2 số này thôi. Tương tự như vậy, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu. Và khi mà lập báo cáo tài chính á, thì đối với báo cáo tài chính thì nó chỉ có một cái dòng duy nhất là hàng tồn kho. Chỉ có một dòng duy nhất hàng tồn kho, nó không có nói về là hàng tồn kho này của nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ gì hết. Thì lúc này ở đây với cái phần bên tài khoản để phục vụ lên báo cáo tài chính, cô chọn tài khoản 152 là sổ cái. Thông qua ba ví dụ này, có bạn nào thắc mắc về sổ cái và sổ chi tiết không ạ? Kể cả các phần bên tài khoản, các bạn nào thắc mắc không? Các bạn có thắc mắc không ạ? Alo, các bạn còn đó không? Các em còn đó không? Dạ còn cô ơi. Còn hả? Ôi không có thắc mắc gì, cô đi tiếp nha. Dạ cô. Cái nội dung này á, là bữa trước cô cũng đã giải thích cho các bạn rồi. Đối với bên sổ tổng hợp là bao gồm sổ nhật ký chung và sổ cái. Sổ tổng hợp thì bao gồm sổ nhật ký chung và sổ cái. Thì sổ tổng hợp này sẽ do anh kế toán tổng hợp ghi. Anh kế toán tổng hợp sẽ căn cứ vào bộ chứng từ ghi sổ.
cụ thể chỉ căn cứ vào chứng từ ghi sổ thôi nha, nhưng mà anh sẽ lưu theo bộ chứng từ, anh sẽ căn cứ vào bộ chứng từ này ghi sổ để ghi vào sổ nhật ký chung và sổ cái. Còn đối với bên kế toán tổng hợp là do anh kế toán viên ghi, như là kế toán thanh toán, kế toán công nợ, kế toán kho, sẽ căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào sổ chi tiết hoặc thẻ. Thì thẻ này bao gồm thẻ kho và thẻ tài sản cố định. Cái phần này các bạn download tài liệu về để xem ha. Khi một nghiệp vụ kinh tế mà có sự xuất hiện của 111, 112 thì có sự xuất hiện của anh thủ quỹ và kế toán thanh toán. Có xuất hiện của 141 thì có sự xuất hiện của anh kế toán thanh toán. À. Rồi kế toán công nợ, khi định khoản có liên quan hai tài khoản này thì có sự xuất hiện của bên kế toán công nợ. Tương tự như vậy, có xuất hiện của 152, 153, 155, 156 thì có hai anh này xuất hiện, thủ kho và kế toán kho. Định khoản mà có tài khoản 334, 338 thì có anh kế toán lương này. Tài sản cố định là có những cái tài khoản liên quan đến cái việc mà tài sản cố định và chích khấu hao thì có sự xuất hiện của anh kế toán tài sản cố định. Kế toán bán hàng thì trong quá trình định khoản liên quan đến 157 là sổ chi phí, sổ chi phí liên quan đến 641, 642 thì xuất hiện của anh kế toán bán hàng. Kế toán giá thành thì liên quan đến anh 627. Và cái phần này thì cô không có giải thích, bởi vì cô sẽ giải thích kỹ khi các bạn qua từng phần hành một. Giả sử như khi qua phần hành của bên kế toán vốn bằng tiền, cô sẽ giải thích kỹ của hai anh chàng này. Rồi khi qua phần hành của bên kế toán công nợ, cô sẽ giải thích anh kế toán công nợ sẽ làm gì. Đó. Như vậy là để giải thích chi tiết thì để qua cái phần hành. Bây giờ các bạn sẽ làm một cái ví dụ để kết hợp cái phần bên chứng từ và sổ sách. Cô lấy cái ví dụ của buổi trước mà mình đang làm các nghiệp vụ, mình đang làm 5 cái ví dụ này. Cô copy qua ha. Ví dụ thứ nhất của mình, ví dụ 1, mình có cái nghiệp vụ công ty bán hàng chưa thu tiền của khách hàng A, giá bán 100, thuế 10%, giá vốn 80. Lúc này các bạn đã định khoản về giao vốn hàng bán. Các bạn chọn này là cái chứng từ gốc. Ha, đây là cái chứng từ gốc. Và đây là cái chứng từ ghi sổ. Và các bạn sắp xếp bộ chứng từ. Bạn đã sắp xếp bộ chứng từ. Đây là cái ví dụ buổi trước. Cô làm lại. Rồi, dựa trên ví dụ này, bạn nào cho cô biết sẽ liên quan đến kế toán nào? Với ví dụ này sẽ liên quan đến kế toán nào? Kế toán kho.
Kế toán kho, chính xác. Thứ nhất liên quan đến anh kế toán kho. Kế toán nào nữa? Đến cái thân nào nữa hả? Liên quan đến ai nữa? Thủ kho ạ. Liên quan đến thủ kho. Rồi liên quan đến ai nữa? Kế toán bán hàng. Kế toán bán hàng có không? Thấy kế toán bán hàng có liên quan đến này, những tài khoản này không? Dạ không ạ. Không, đúng rồi. Tất cả các nghiệp vụ này bắt buộc phải ghi vào nhật ký chung. Nếu như mình kiểm tra này nha các bạn, cô hướng dẫn cho các bạn các cách để các bạn xem một cái nghiệp vụ đó nó bao gồm có kế toán nào. Để cô tắt bớt đi ha. Cũng muốn đóng cái khúc này rồi. Hướng dẫn cho các bạn xem nè. Trong một cái định khoản này mình thấy tài khoản 632 lướt qua 632, có anh nào mà theo dõi 632 không? Không có anh nào theo dõi bên 632 hả? Rồi. Tiếp theo, 156 có anh nào theo dõi không? Đây. Anh theo dõi đó, anh kế toán kho 156, anh thủ kho theo dõi 156. Rồi bây giờ liên quan đến kế toán gì nữa? À, mình thấy cái phần bên sơ đồ của bộ máy kế toán, tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bắt buộc phải ghi vào nhật ký chung và ghi vào sổ cái, đúng không ạ? Để lập báo cáo tài chính. Như vậy cái nhánh chính giữa đây này lúc nào cũng có xuất hiện, mà lúc nào cũng có xuất hiện thì lúc nào cũng có xuất hiện của ai? Kế toán gì vậy? Kế toán tổng hợp. Chính xác, kế toán tổng hợp. Rồi bây giờ tiếp theo nè, những cái kế toán này mình sẽ căn cứ chứng từ nào để ghi sổ, chứng từ nào ghi sổ mình coi tiếp. Đối với bên kế toán kho chỉ căn cứ vào phiếu nhập và phiếu xuất để ghi sổ chi tiết. Như vậy ở đây mình có phiếu gì các bạn? Phiếu xuất Phiếu kho. xuất kho. Đúng rồi. Thì lúc này kế toán kho sẽ là gì ạ? Căn cứ vào phiếu xuất kho ghi sổ chi tiết của tài khoản. Ví dụ như ở đây là 15601 thì các bạn ghi 15601. Rồi đối với anh thủ kho thì sao? Xem tiếp. Đối với anh thủ kho căn cứ vào phiếu nhập phiếu xuất để ghi vào thẻ kho. Như vậy nó cũng căn cứ vào phiếu xuất kho này, nó sẽ ghi thẻ kho. À. Như vậy cái phiếu xuất kho và phiếu nhập kho này là của chứng từ gốc nha.
Mà chứng từ gốc này cũng là chứng từ gì các bạn? Ghi sổ không? Cũng là chứng từ ghi sổ. Thì anh kế toán tổng hợp này sẽ căn cứ vào chứng từ gì ạ? Chứng từ ghi sổ đó là phiếu gì ạ? Căn cứ vào phiếu xuất kho. Hay là cô ghi là bộ chứng từ. Bộ chứng từ căn cứ, bộ chứng từ mà bộ chứng từ đầu tiên thì là phiếu xuất kho. Căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi sổ, nhật ký chung của viết tắt nha. Và sẽ ghi lên sổ cái. Sổ cái gì? Thứ nhất 632, không có mở sổ chi tiết thì sẽ là sổ cái của 632. 15601 là đã ghi sổ chi tiết rồi. Ví dụ thêm số 1 đi ha, cho nó phù hợp. Thì sẽ là sổ cái của 1561. Ha, bởi vì 156 là hàng hóa thì trong đó thứ nhất là giá trị của hàng hóa. Là mình ghi là 1561 đối với trường hợp mà là chi phí thu mua của hàng hóa là 1562. Hôm nay là cái nội dung của phần này. Mình bổ sung thêm. Ha, bổ sung thêm trong cái nghiệp vụ này. Rồi, các bạn có hiểu không ạ? Có gì hỏi không? Cái gì hỏi không các bạn? Nếu không có gì hỏi, cô đi tiếp. Cái nghiệp vụ doanh thu. Doanh thu bán hàng. Cô có chứng từ gốc và bộ chứng từ. Cô có chứng từ gốc, có chứng từ ghi sổ, có bộ chứng từ. Rồi, bạn nào cho cô biết ở cái nghiệp vụ này mình sẽ liên quan đến kế toán nào? Kế toán công nợ và kế toán tổng hợp rồi. Rồi, kế toán công nợ căn cứ vào gì để ghi em? Dạ, kế toán công nợ thì căn cứ vào phiếu chi. Ở đây nó có phiếu chi không? Dạ. Căn cứ vào phiếu kế toán. Kế toán công nợ là kế toán viên, nó sẽ căn cứ vào chứng từ gốc. Ở đây mình có mấy chứng từ gốc? Có một chứng từ gốc là hóa đơn giá trị gia tăng. Rồi, căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng, ghi sổ chi tiết của 131 chi tiết cho khách hàng ạ. Nè, các bạn xem nè, liên quan đến 131, căn cứ vào hóa đơn mua hàng để ghi nhận bên, đây là bên có, cái khoản phải thu nè, nó nằm bên nợ nè. Căn cứ vào hóa đơn bán hàng để ghi nhận bên nợ của 131 chi tiết cho từng khách hàng. Đây, đúng không ạ? Rồi kế toán tổng hợp thì căn cứ cái gì ạ? Căn cứ vào bộ chứng từ của nó là gì? Phiếu kế toán và hóa đơn giá trị gia tăng. Chỉ cần căn cứ vào phiếu kế toán thôi, căn cứ vào phiếu kế toán. Sẽ ghi sổ gì ạ? Ghi sổ gì em?
Bạn trả lời cho cô luôn rồi cô ghi nhận cho em điểm cộng luôn. Có sổ cái. Trước khi ghi sổ cái là ghi sổ gì? Nhật ký chung ạ. À, ghi nhật ký chung ha. Rồi từ nhật ký chung ghi sổ cái. Cô biết sổ cái nào? Sổ cái có tài khoản gì? Một ba một. Đúng rồi, một vào một. Số cái nào nữa? À, 511 này này mình có mở sổ chi tiết không? 5111 mình có mở sổ chi tiết không em? 5111 không mở sổ chi tiết thì mình sẽ mở sổ cái của 51111 luôn. Nha. Tài khoản 33311 này có mở sổ chi tiết không? Không mở sổ chi tiết, mình sử dụng tài khoản này luôn là các phần bên số cái. Rồi. Em tên gì? Alo, các bạn nữ vừa trả lời cho cô là bạn có tên gì ạ? À? Em tên gì em? Dạ em tên Thanh Hoa. Thanh Hoa ha, cô sẽ ghi nhận điểm cộng cho bạn Thanh Hoa. Các bạn khi mà định khoản ngang, các bạn tìm hiểu được cái chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ, các bạn sắp xếp liên quan đến kế toán nào, ghi sổ nào. Như vậy, cái đường đi này về cái phần bên kiến thức, các bạn đã lãnh hội được hết. Rồi, bữa sau, tuần sau các bạn khi các bạn học, cô sẽ hướng dẫn các bạn lập các chứng từ này. Lập các chứng từ này và khi lập các chứng từ này là coi như là các bạn là lĩnh hội hết cái môn sổ sách này luôn rồi, là xong rồi đó. Và mục đích của cô giảng các phần bên môn sổ sách là giúp cho các bạn biết được một cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì mình thu thập chứng từ nào, mình sắp xếp chứng từ đó ra sao và có bao nhiêu bộ phận kế toán. À, và khi mà các bạn đã làm đến cái nội dung này nha các bạn hình dung được đến cái nội dung này và khi làm thực tế giúp cho các bạn rất là nhiều. Khi làm thực tế thì các bạn tất cả các phần bên chứng từ á mình đâu có lập bằng tay đâu, tất cả đều là dự sử dụng bên phần mềm kế toán hết, bạn lập phần mềm kế toán hết. Bạn chỉ cần nhấp vô nó hỏi cái gì bạn trả lời thì nó ra được cái khuôn mẫu của cái phần bên chứng từ. Và ở đây bạn phải biết bạn chọn chứng từ nào. Trên phần mềm nó liệt kê rất là nhiều loại chứng từ. Với cái dữ liệu đó bạn chọn chứng từ nào thì nó in ra mẫu chứng từ đó. Nên cái cách mà bạn phải biết cách sắp xếp về cái phần bên chứng từ, bạn phải biết chọn cái chứng từ nào nó phù hợp. Rồi, như vậy là về cái định khoản này của ví dụ vừa rồi á, các bạn có thắc mắc gì không? Thắc mắc gì không ạ? À? Alo, lớp mình còn đó không? Alo. Các bạn còn học đó Dạ con cô. không? Dạ còn cô. Dạ còn cô. Nếu còn thì để cô biết rằng là cô đang nói các bạn cũng còn nghe chứ. Đúng không ạ? Cái nghiệp vụ này các bạn có thắc mắc gì không? Cần nghỉ giờ lao không hay là mình đi học tiếp? Để tụi em nghỉ À, vậy giải lao đi.
Dễ lao đi nha. Dễ lao để các bạn download, nếu như bạn nào mà chưa download về cái phần bên tài liệu của cái phần bên sổ sách á, thì các bạn có cái thời gian để các bạn download về các bạn xem thêm, rồi chút nữa cô sẽ là gì hướng dẫn cho các bạn. Mình nghỉ giải lao khoảng 15 phút nha các bạn. 11 giờ 10 các bạn vào học tiếp. Và cái ngày hôm nay là cô chỉ đưa ra cái ví dụ để cho các bạn nhuần nhuyễn về, thứ nhất về cái chứng từ, thứ hai các bạn biết cái cách là sắp xếp chứng từ và liên quan đến công việc của kế toán nào. Hôm nay chỉ làm nhiêu đó thôi. Mình nghỉ 15 phút.